Viên nang an thần ngủ sâu chiết xuất 100% từ nấm linh chi đào Hoàng Sơn sẽ giúp điều trị cho những bạn nào đang gặp tình trạng là bị rối loạn giấc ngủ này, bị stress này, những người phụ nữ song sinh này mà khó để vào giấc ngủ. Cái nấm linh chi thì mọi người biết rồi, tức là ngoài cái tác dụng là giúp hỗ trợ điều trị rối loạn giấc ngủ này, giúp mà điều trị cho những bạn nào bị stress, bị căng thẳng, những người mà hay bị tình trạng tim hồi hộp, bị lo âu, những người mà ngủ nó cứ mê man mộng mị và không ngủ một mạch đến sáng, hoặc là đang ngủ được một chập thì lại thức dậy nửa đêm và rất là khó có thể quay lại giấc ngủ, thì nó còn có tác dụng là cân bằng chỉ số cholesterol này, điều hòa nhịp tim này, điều hòa huyết áp này, hỗ trợ điều trị ung thư và ngăn ngừa tình trạng ung thư phát triển này. Tức là trong một cái lọ như này thì nó có rất là nhiều công dụng, và khi mà mọi người sử dụng ấy thì ngoài khả năng hỗ trợ điều trị giấc ngủ thì mọi người sẽ cảm thấy cơ thể nó khỏe hơn từng ngày. Những người nào mà đang gặp tình trạng bị rối loạn chuyển hóa thì sử dụng cái này cũng rất là tốt luôn, nó sẽ giúp cân bằng chuyển hóa, sẽ giúp mọi người dễ giảm cân hơn nha mọi người. Một hộp như thế này thì sẽ có là 60 viên và mỗi một ngày mọi người sử dụng cho em này. Với những người nào mà mất ngủ lâu ngày rồi thì mỗi một ngày mọi người sẽ sử dụng cho em 4 viên chia 2 lần. Sau một đoạn đầu tiên thì mọi người giảm liều lượng xuống cho em, tức là một ngày chỉ cần sử dụng cho em 2 viên thôi. Uống xong ăn cho em nhé, không phải là cứ nhất thiết là phải uống buổi tối đâu, bởi cái này nó sẽ là điều trị hàng ngày, uống hàng ngày để mà cải thiện, để mà ổn định cái hệ thống thần kinh của mình, chứ không phải là viên nang ngủ nhanh. Viên nang ngủ nhanh thì mọi người sẽ uống trước ngủ tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thôi, nhưng cái này nó là hỗ trợ điều trị hàng ngày nhá. Và sau ngay từ lọ đầu tiên thì mọi người đã cảm thấy là cơ thể đã dễ ngủ hơn rất là nhiều rồi, và sẽ ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn nha mọi người.